con làm cái nhà cho anh á, thì tỷ mời quý vị các bạn cùng vô nhà anh Út nha. Đó, chào anh chị. Chào con. Dạ, chào ông trai, con. Hơi gật đầu. Anh chị hôm nay cũng khỏe hả? Dạ, khỏe. Cái nhà này là người ta hỗ trợ làm sao anh? Chị kêu Úc, chị kêu Mỹ á, rồi nó cho căn nhà mà đều thi công mình chịu. Dạ. Chỉ cho vật tư thôi. Vật tư thôi. Vật tư là khoảng bao nhiêu tiền anh biết không? Không biết, không biết. Còn của mình thì tiền công mình tả với tiền cát lắp của mình. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay anh chị che ở đâu? Dạ, ở tại đây. Ban ngày ở đây, ban đêm mình lên nhà trọ. Ban đêm lên nhà trọ. Anh ta cho ở không mà phải thấy có bé này. Dạ. Cho ở không? Anh làm cái nhà, bữa làm nhà nay bao lâu rồi? Khởi công bữa 19. 19. Đây là người ta chở hết đủ chưa anh? Các lắp mình còn hai xe không? Mình không có bơm được, mình đẩy gì không á hả? Mình không bơm không được, mình đẩy gì không. Dạ, nãy thấy anh với ông chú này không đẩy hả? Dạ. Cát này của mình chịu hả anh Út? Dạ. Cát nào thì mình chịu luôn. Cát nào nữa mình chịu luôn á. Vậy là nhiêu khối anh? 107. 107. Dạ. Mà cái nào nữa mình có tính ra nhiêu khối không? Thợ anh tính 5 cây 42, 42 với 5 khối là 47 khối. 47 khối hả? Ờ, 50 khối. Ờ, tôi cát nhiều tiền ha. Ừ, nhiều tiền á. Rồi đẩy này nhiêu tiền ngày nữa ha? 300. 300 ngàn ngày nữa. Rồi hai đứa con lớn anh đâu? Anh chị ngồi đi, ngồi. Dạ. Kêu anh nói. Bán kiện cái dạ. Bây giờ mới kiếm người thế bán ảnh hôm qua nặng đẩy lên chứ dạ. Nhà mình em làm không nổi, đâu có cách giữ này em làm không được. Dạ. Cái mượn người ta thế giùm, có con cháu đi bán thế giùm. Cái hai nhỏ đi. Dạ. Hai anh em. Rồi hôm nay người ta có hỗ trợ vòng vòng đây có hỗ trợ cho anh chị không? À, có gạo rồi tiền người ở xứ xa là ta cũng lại. Cũng được hết nhiêu rồi chị? Có nhớ không? Tiền mà đóng hộ tiền gạch tiền này kia chắc cũng có được 100 rồi ạ. 100 triệu hả? Dạ. Là luôn có tấm nhà ha. Dạ, có tấm nhà đó. Luôn tấm nhà. Dạ. Rồi cho em hỏi cái tiền mà một điều người ta công ty có xuống nói gì không chị? Dạ công ty nó vài bữa xuống rồi nó báo cho cái mức giá thường nhưng mà nó nói là quy định là thường 200 ngàn một ký. Mà để nó xuống nó xem xét lại cái 480 mấy ký dạ em tính rồi 480 mấy ký dạ. Mà giờ nó cái mức thường là phải 200 ngàn ký hả? 200 ngàn ký dạ. Giờ để nó xuống cho nó coi xem xét lại sợ mình nói láo này kia đó dạ. Để xem xét lại bỏ hộp đệm vô bao em để đó bây giờ cân lại thì đâu có đủ được dạ, tại vì nó cháy không to nhưng mà giao bao cho nó biết đặng nó biết cháy vậy đó dạ hôm bữa có chào công ty xuống có xuống không không công ty chưa xuống cứ vài bữa nó mới xuống mà dạ, không công ty xuống. Ở đâu chị công ty ở tên Long An dạ thấy một điều khoảng rồi ở đây anh chị nấu rồi nước nôi rồi có không mình nước không có em sắp em chứa nước mặn mặn á dạ. Còn nấu đủ hôm trước em có vô nước cây mà không mới bằng lộ nè rồi em không có vô buổi chiều nay thợ có mặn không anh Lúc? Không anh thợ nương nhận vô cát nền vô xong rồi mới có mặn vô xong mới làm khoảng 2 ngày vô xong rồi hai nay là 24 rồi 2 ngày nữa 26 vậy mà cũng có mấy ngày nữa rồi nghỉ Tết rồi hả? Nghỉ Tết rồi. Nhà sao? Dạ.
Có toilet trong phòng không? Dạ, ở ngoài rồi anh. Ngoài rồi hả? Dạ. Hẹp quá rồi cái không có xây ở trong được. Dạ. Làm ở ngoài. Em thấy thì nó nhỏ quá. Dạ, tại vì người ta cho có nhiêu đó mà. Phải được 4,5 m đảo quá ha. Ừ. Cái đường cái là ổng cho thêm sắt. Dạ. Dạ. Ổng cho thêm với cái thêm sắt. Cái nền dưới là ổng cho thêm 10 à. Dạ. Rồi cái mình quân cho thấy có dư cái anh thêm gạch thêm mình thêm 20 cho nó sắt. Ờ đúng rồi, này cao quá mà 10 sợ nó sạc ha. Ờ. Rồi ổng cho được thêm nhiêu đó đó. Ổng cho mình thêm. Ổng cho thêm. Cho em hỏi cái người mà hứa cho anh ở nhà là nay là lâu chưa anh Hà? Trái nhà rồi ổng đi về tình cờ á. À vậy hả? Ờ cũng hên nữa ha. Nhờ anh hai bển á, anh hai bển anh xin giùm á, vì ổng từ thiện nè. Dạ anh đang về từ thiện một tấn rồi. Rồi cái ngay tầng bữa trái luôn á, anh hai anh xin luôn á. Dạ. Hên. Ờ. Xui mà cũng có cái anh này. Dắt ảnh qua là ổng qua đây là không thấy ha. Không thấy. Phải gửi là hồi nãy vậy nè anh, như là chị nói gom khoảng 100 là 100 là luôn luôn tiền của cái chú đó đó hả? Dạ. À vậy hả? Bên đoàn tính giùm với em cũng dạ cũng như mấy người ta ấy người ta tính giùm mình nữa ha. Dạ vậy cũng được. Có gạo tài trợ cũng dạ hai ba trăm ký vậy. Giờ lo trước mắt thì giờ lo cái nhà trước phải không? Rồi cái nhà đó. Rồi còn cái tiền đó thì tiền mà học điều á. Tính sao chứ giờ sao giờ? Dạ. Có nhà cho mấy cháu nó ở. Dạ. Ai cũng nói vậy. Lo nhà ở. Bé này là nó chị gửi nó đi học giáo chưa ha? Dạ chưa, mỏm nó tại trường học ngoài này nó sửa trường á chị. Các em đưa ra người ta kêu gửi giữ giùm năm nữa, năm tới thì họ đưa ra luôn tại vì đang sửa trường không có phòng học chứ đưa bước ngày hai buổi thực đó nó không nghỉ ngơi được á. Dạ. Chứ giữ chứ cũng có đưa ra. Mẹ cho cha muốn xin giữ với con với cha. Ừ. Chị giờ nấu vô đây. Dạ, nấu đó. Dạ, nấu tạm vậy. Trước là cái bếp mình ở đây luôn hả? Dạ, bếp đó. Được cái ấm cũ này cũng còn được cái ấm đó. Còn đây cái ấm. Ở nhà còn được có cái ấm. Cái ấm với cái nồi. Còn như người ta cho không á, cái ấm với cái nồi ga nữa. Bao nhiêu thợ làm? Có hai à. Có chú cu ly này với anh thợ. Không. Tại có nghĩa là cu ly thôi. Giờ cũng nghĩa là không có thợ phải không? Không có thợ. Tết nè, ta đi bán biển. Em nghĩ chắc vừa qua Tết xong với nhà anh làm chắc lông thợ rồi làm chắc lẹ. Mà thằng này làm lẹ đó, mới có nó làm có hai thằng không, này làm lẹ thiệt. Dạ. Lẹ đó. Ở làm anh ba có mình anh ba mà anh la làng mà. Này, bữa mà mười khác, à. Tổng hộ không kịp hả? Không kịp. Anh đâu phụ vô thêm á. Dạ. Ở nó mần vừa chổi lắm. Dạ. Cái nồi đó bạn làm hai bữa á. Dạ. Xây á. Dạ. Xây 20 mới xây hai bữa rồi hôm luôn á có hai ngày á. Dạ. Ủa làm giỏi thiệt luôn á. Nghỉ tay uống nước đi chú. Đúng rồi. Dạ. Nghỉ uống nước là tay. Chú bà, nghỉ uống nước đi. Anh làm rồi. Chú ba cũng gần ở đây không anh? À, anh ở bên Gia Phước à. Dạ. Anh cũng lãnh người ta đi kiển rồi thấy em thấy tội nghiệp nè, thấy nhà trái nè anh hồi. Dạ. Anh hồi ở nhà mà với em là chứ không thấy đâu có ai đâu cu ly cho Nhật là. Dạ. Tội nghiệp anh thấy ghê, anh qua anh phụ Nhật có một bữa anh bắt luôn. Dạ. Thằng nỉ anh nó thôi vậy thôi vậy đâu mà dạ thường xin kính chào quý ông bà quý vị và các bạn dạ chào anh chị dạ gì hôm trước mà tụi em có làm clip mà lúc nhà anh bị xui sẽ bị bảo quản á rồi có những số nhà hảo tâm dạ là quân giúp đỡ em tổng cộng được là 16 triệu dạ. Bây giờ em nêu tên từng người cái cho anh chị biết ha dạ dạ em xin phép được nêu tên mình thằng quân giúp đỡ cho anh chị Út ha dạ. Anh Nhẫn Trần chị Loan chị Lily
100 đô Mỹ. Cô Mai Xe Đeo bên Mỹ 100 đô Mỹ. Chị Hoàng Anh Chon 50 đô Mỹ. Cô Mai chị Dung bên Mỹ 4.250.000. Cô Kim Hoa Nguyễn bên Mỹ 2 triệu. Chú Nguyễn Tấn Phát bên Mỹ 4 triệu đồng. Thì tổng cộng hiện tổng cộng hết đó là 16 triệu. 1 đô Mỹ là đỏ 2 triệu 3 mà. Dạ. Thì hiện xin trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho lúc mà khó khăn nhất của anh chị Úc đây á. Thì cũng xin cảm ơn nha. Cảm ơn. Chúc cho em trở về anh chị nha. Nhận thì coi như là mình còn lo cái tiền công hay là tiền thứ gì đó. Dạ. Tới cũng có rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triệu. Dạ, con anh gửi. Cảm ơn. Dạ. Những nhà hảo tâm này là bên Mỹ hết á. Dạ, dạ. Chị gửi lời cảm ơn mấy anh chị đó giùm em nha, tại vì em không biết. Dạ. Thì chị anh Út, chị Út ha. Dạ. Cũng như là anh clip này á, là nếu mà nhà hảo tâm á, Mạnh Thường Quân có xem á, là biết cái gì, nghe những lời chị nói hết. Dạ. Dạ. Vậy em xin cảm ơn mấy anh chị đã giúp đỡ gia đình em. Dạ. Đang có lúc mà khó khăn mà được như vậy thì em cũng mừng lắm anh chị ơi. Bây giờ lỡ rồi, ví dụ nó cháy rồi, giờ biết sao giờ. Dạ. Dạ. Thì giờ anh chị cũng nói chung là giờ cố gắng. Dạ. Cố gắng thì coi mà có nhà hảo tâm mà giúp đỡ thêm hơn mình được có hoàn thiện cái nhà. Dạ. Rồi sau đó cái từ từ mình được trả được cái nợ á. Dạ. Rồi bắt đầu mình làm lại từ đầu nuôi mấy cháu chứ sao giờ. Dạ. 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 Thôi anh chị ngồi đi, ngồi nha. Dạ. Đúng mà ở đây nắng thiệt anh chị ơi. Hả? Nắng tại hổm mà che cái miếng này không nắng. Dạ. Chị kia lại đi chơi nắng quá, nó đưa cho mày cái che che nữa. Dạ. Rồi cũng còn nắng. Các tiền nên chị. Dạ. Dạ. Cái vật tư này ở xa không chị? Cũng gần đây anh. Dạ. Nhưng giờ là đổ vậy là đủ chưa hay là mình cần nhiêu mà người ta trở lại nhiêu? Nó nghỉ thương rồi nè, chứ không ấy nó đổ đủ cho mình luôn rồi. Cát à? Dạ. Là đổ đủ cho mình luôn. Cát lắp này là hai anh làm hồi sớm giờ hay là làm nào giờ? Làm hồi sáng giờ. Sáng giờ. Dạ. Rồi anh không nghỉ trưa luôn. Rồi. Không nghỉ trưa. Dạ. Chú ba uống nước, chú ba ơi. Đây. Chị làm nước đá này nè. Đây. Uống nước. Dạ. Thôi nha, bỏ lại nó chơi đây, anh vô uống nước. Anh vô uống nước rồi. Đây cái nền cũ. Cái này cũng khoảng 6-7 tấc đất rồi, 6-7 tấc lên nhà cũng được cao ráo. Đây, hai phòng. Còn cái này là cái lối đi. Tiền công của em mà thì cũng được mười mấy triệu nữa, nhưng mà mình không có đền bù cái này, nó không có trả tiền nhân công. Mình ra giờ em phải tính tiền nhân công để em trả cho người ta, thành ra mới được. Dạ. Vì vậy nó đâu có trả tiền nhân công mình đâu. À, dạ. Còn hàng giữa em bán ở quận 10, còn lớn không biết đi đâu, không có hỏi. Dạ. Hàng năm thì bán được có một lần gì phải không nha? Năm bán có lần. Dạ. Anh mấy hàng năm Tết là anh cũng đi bán phụ người ta vậy. Dạ. Cũng đi xa chứ mình có đi qua tới Bến Tre đâu bán không? Dạ không. Gần quá bán không có sở khí. Đi thành phố không ạ? Dạ, thành phố. Người ta tả mình ngày với 300 ngàn. 300 ngàn.
Mình miễn bán túng á, thì người ta chỉ sớm người ta thưởng, ta thưởng thêm 5 tâm nữa. Theo anh bán kiểu là như là bông giấy ha, bông nhẫn thọ ha, mua bông tắc. Bông tắc. Tắc bụi vậy á. Mà cái kia bụi bự. À, ấy cái này anh nói nha, bụi tắc giống vậy á ha. Mà bự lên, đẹp lắm. Dạ dạ. Đẹp lắm. Hôm nay không biết nhiêu chậu vậy anh? Nay thì nghe ông thầy nói được á, mà không biết ông nói giá mà ông nói này ngon á thì nói tiền ngốt không à, nói này ngon không? Dạ. Cái tới đó mà bự vậy nè. Đẹp cái ghê bự. Hồi sáng hôm qua ra đặng thấy thằng em nè. Dạ. Ổng trong bụng ổng không muốn. Mà ý là muốn anh đi bán đó phải không? Đúng rồi. Mướn hai cha con đi bán vậy. Đem ra ổng bộ cổng thì ổng mới nói vậy, ổng còn nói nữa. Uy tín vậy mới được chứ ổng đem thế rồi tôi buồn. Người ta thấy không nổi. Em hiểu rồi. Đi bán như vậy chẳng hạn như người ta đi vắng, anh vẫn giữ tiền được, người ta tin tưởng. Đúng rồi. Tin tưởng. Bữa nay em lên em thấy chị anh chị cất được cái nhà, em cũng mừng cho anh chị. Đặng che nắng che mưa cho mấy đứa cháu rồi. Rồi anh chị đâu vậy thì mình đâu có tiền đâu mà mua đồ Tết cho mấy đứa nhỏ thôi. Dạ, tiền người ta cho người ta cho được mớ đồ cũng tốt tốt rồi để được. Vậy em cũng đến thăm anh chị, em cũng chúc anh chị có nhiều sức khỏe, lo cho con cái ăn học được. Rồi hay clip em chào anh chị em về nhé. Dạ. Clip của Thủy đến đây cũng đã hết. Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi video này. Thủy mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.